Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình về chia sẻ về cái cách sử dụng này, cái thước đo 0.001 mini này. Cái thước này đo trong khoảng từ 25 đến 50 mini, hãng Mitsu Toyo nhé. Trên cái thước này thì có một cái khóa này dùng để không cho cái thước này nó tiến lùi được các bạn. Và đây thì có bên mặt phía sau đây. Còn đây là cái cũng có một cái thân thước chính, đây là một cái thân thước chính, đây là một cái thân thước phụ. Thì chúng ta lúc mà các bạn nào mà chưa đọc bao giờ, như mình lúc đầu mình chưa đọc bao giờ cả, mình không biết này đâu. Thì mình người nước ngoài thì mình nhìn thấy con ốc vít hay bù lông thì mình nhìn thế nào mình tưởng tượng. Ví dụ như là cái thân thước chính này thì mình tương ứng với cả cái con bù lông này. Đây mình tương ứng với nó, thì con cái xoay xoay này thì mình tương ứng với cả cái con ốc vít này các bạn nhé. Thì mình cứ tưởng tượng nó ra như vậy để cho mình dễ làm, cho mình dễ nhớ. Thì đây là một cái sản phẩm mà hàng ngày mình phải đo, thì nó cho kích thước từ 38 cộng 0.017 đến 0.033. Đây là cái cổ của cái hàn của mình đang làm đây, thì nó sẽ phải đo hàng ngày. Đây là một cái sản phẩm hàng ngày chúng ta phải đo nhé, chúng ta phải đo như thế nào. Thì các bạn quan sát ở trên cái thân thước chính này thì nó có 25 26. Để ở đây cho nó rõ thấp quá. Thì các bạn nhìn ở trên cái thân thước chính này, nó có 25 26 27 28, thì 30 31 32 34 35, và đến tận là kịch của nó là 50 cho các bạn nhé. Thì mỗi một cái vạch dài này của nó này là tương ứng với 0.01. đây, mỗi một cái vạch dài này là tương ứng với 0.01, còn cái vạch ngắn ở phía trong ấy, nó tương ứng với cả 0.005 các bạn nhé. Mỗi một cái vạch ở tình ngắn phía trong đấy. Còn ở trên cái thân thước phụ này thì nó cũng như cái thước bình thường. Thì đây thì mỗi một cái vạch trên cái thân thước phụ này là 0.01 các bạn. Đây 0.01. Mỗi một cái vạch ở trên thân thước phụ 0.01 thì một vòng của nó cũng là 50. Thì 0, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, thì một vòng của nó là 50. Thì nó cũng như thước bình thường ở cái thân thước chính này các bạn. Thì đây nó có 2, 4, 6, nó viết chẵn lẻ các bạn nhé. Thì đây nó 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì mỗi một cái vạch này nó tương ứng với cả 0.001. Mỗi một cái vạch đấy nó tương ứng với cả 0.001 mili các bạn nhé. Thì bây giờ mình đo một con hàng mình đang làm đây. Mình đo luôn. Thì mình đo đây nhé. Không mình khóa nó lại. Thì mình lôi ra đọc. Ok đây. Vặn cho nó tiếng tạch 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 để nó không vào nữa. Mình khóa lại. Thấp quá nhỉ. Mình phải để nó hơi cao nhìn cho rõ. Thì ở đây các bạn nhìn cái thân thước chính này, cái vạch dài nhất này. À, mình đọc đấy nhé. Đây thì đây 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. Đây nó là 38 nhé. Đây là cái vạch gần nhất đấy này. Cái vạch dài này nó sát với cả cái thân thước phụ rồi nhé. Thân phụ nó là 38 thì mình ta đọc được 38 thì mình ghi nó ra đây 38. Thì mình ghi ra cái tờ giấy này. Nó được 38 chấm
thì bây giờ mình đọc rồi, mình đọc ở trên cái thân thức phụ. Ồ, mình chạm vào cái gì nó lệch luôn, mình xoay ra lại, mình sẽ đo lại nhé. Thân thức chính thì ta đọc được 38 rồi, thân thức phụ thì ta đây sẽ nhìn thấy số 1, số 2. Cái vạch ở cái thân thức chính này nó song song với cả cái số 2 thì mình đọc được là 38.02. Mỗi một cái vạch ở phía trên cái thân thức phụ ấy nó tương ứng với cả 0.01 các bạn này. 0.01 thì đây là 0.01 này, 01 này, đến 02 này, thì mình đọc được là 02 nhé. Thì bây giờ mình đọc đến cái phần ở phía trên này, đến cái phần số bé bé phía trên nó tương ứng với 0.001 mm đấy. Thì bây giờ ta nhìn ở trên từ 2, 4, 6, 8, 10 này, xem tất cả những cái vạch này là nó song song với cả cái thân thức phụ này, thì chúng ta sẽ đọc vào đó. Thì đây, bạn nhìn thì có số nào nó trùng không? Hai mươi một. Các bạn nhìn thấy số vạch này không? Vạch số 1 đấy, cái vạch 0.001 này, này, cái vạch ở dưới sát nhất này, nó song song với cả cái vạch số 3 trên cái phụ này nhé. Đây, hai cái này nó song song với nhau, đúng không? Nó song song với nhau rồi thì chúng ta sẽ đọc được là 0.001 mm. Thì đây ta sẽ được là 0.021 các bạn nhé. Thì ta sẽ được kết quả 38.021. Thì nó giống với như là cái bản vẽ mà nó đã đề ra này. Thì nó cho từ 0.017 đến 0.033, 0.017 đến 0.033. Thì mình sẽ được đây là 0.021. Thì là đúng với cả yêu cầu bản vẽ cho các bạn nhé. Thì hai cái này nó, cái dòng thước 0.001 mm này thì nó chỉ khác, nó có một cái hàng số ở phía trên thân thức chính thôi. Còn các loại, còn cái thước bình thường ấy thì là nó sẽ không có cái đấy. Mà cái số đọc thì nó ở trên thước chính là nó nằm ở phía trên. Còn cái này thì nó nằm ở phía dưới các bạn nhé. Đây, nó nằm ở phía dưới. Đấy, nó khác nhau nó chỉ có vậy thôi. Nếu như kết quả hàng ngày bình thường mà ta đọc như này các bạn, ví dụ 38.021 này, 021, thì bình thường các bạn biết đọc không đọc thì chúng ta cứ đọc này, hàng chục này, một đến hàng là đơn vị này, đây là số 0 này là phần 10, số 2 này là phần trăm, đây là phần nghìn các bạn nhé. Còn thực tế thì đấy là đi học các bạn có thể dùng đọc như vậy, còn thực tế trong công việc mà bọn mình làm thì cháu là bọn mình đọc như vậy thôi cả. Chỉ cần nó đọc là làm sao đo được kết quả là 8.021, đây là xong, chứ không bao giờ hỏi phần trăm, phần mười, phần trăm, phần nghìn bao giờ cả. Với cái hàng này mình đang làm thì hàng ngày bọn mình phải đều phải cộng trừ nó số rất nhỏ. Ví dụ đây là cái trục x này, đây bên này là trục z, trục z này thì mình sẽ cộng nó 0.001, 0.001 này, còn mình toàn phải cộng ở số hàng phần nghìn đấy các bạn, 0.001. Thì ở đây mình ví dụ mình đây cộng nhé. Đấy, thì nó sẽ 0.001 đây, trừ 0.1, trừ 0.1, mình cộng đây. Đấy, thì nó sẽ ra như này. Nhưng ở hàng của mình thì hàng này mình ít khi dùng đến số 0.01 các bạn. Bình thường là lúc thay dao thì mới dùng như vậy thôi. Còn bình thường hàng này thì dùng đến 0.002 đến 0.001 thì là hết. Thôi nhé, mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào tất cả các bạn.